Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của két sắt chính hãng. Ngày hôm nay Đức Phương xin giới thiệu cho các bạn một cái dòng két sắt điện tử của Việt Nhật. Đó, két sắt có tính năng chống cháy, chống trộm và chống đục phá. Đây là mẫu két sắt cỡ nhỡ rất phù hợp cho gia đình và văn phòng. Sau đây Đức Phương xin giới thiệu 11 những cái ưu điểm của dòng két sắt khóa điện tử Việt Nhật này. Két sắt này thì có tính năng ưu việt như thế nào thì mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của video ngày hôm nay. Thứ nhất thì đây là két sắt được cấu tạo là bằng thép hai lớp đúc đặc. Đó, khung thành thì chắc chắn, đảm bảo thì chống khoan phá. Thứ hai thì sơn của két thì rất là đảm bảo, không bị bong chóc và rất là bền màu. Đó. Thứ ba là két sắt được cấu tạo bảo vệ bằng hai lớp khóa. Đó là khóa chìa bi bốn cạnh chống sao chép và khóa bấm số điện tử. Đó, rất là an toàn và dễ sử dụng. Hơn nữa thì hộp pin của két sắt thì nằm ngay bên ngoài, rất là dễ sử dụng và thay thế, dễ tìm, dễ mua trên thị trường. Thứ tư là két sắt này thì có cái cỡ là cỡ vừa và cỡ nhỡ, rất là phù hợp cho gia đình và văn phòng công ty. Có thể để vừa giấy tờ A4, sổ đỏ, rồi là có thể cất chữ tiền vàng, tài liệu, vân vân. Thứ năm là két sắt này có thể mở bằng cả hai tính năng. Mở két có thể mở bằng cơ. Bạn có thể dùng chìa phụ xoay 90 độ, sau đó dùng chìa chính xoay 90 độ để mở két. Đó. Hoặc các bạn có thể mở két bằng bấm số điện tử như lúc trước tôi đã làm. Thứ sáu là nội thất của két sắt rất là rộng. Đó, được chia làm 3 ngăn. Có ngăn kéo có khóa ở bên trên và hai ngăn rộng ở phía dưới có thể để tiền, giấy tờ. Đấy. Thứ bảy là khả năng chống cậy phá. Thì két sắt này thì bao gồm có 6 cái chốt e-lock. Đây, các chốt khóa e-lock đây. Đấy, 6 chốt khóa e-lock để bảo vệ chống trộm, cậy phá, chống cắt bản lề. Đấy, có cả chốt cố định bên trong để chống cắt bản lề này. Và chốt chống cậy ở ba là 3 chốt đặc ở bên ngoài để chống trộm, cắt phá. Thứ 8 là két sắt này có khả năng chống trộm bê két đi phá nhờ kích thước và két sắt đủ lớn. Két sắt thì có chiều cao là 58, chiều rộng là 42 và chiều sâu là 44. Cho nên là và khối lượng của két sắt là 75 kg, cho nên là có thể chống được kẻ gian bê trộm két và bê két đi phá. Ít nhất phải có 2 người thì mới có thể bê được két sắt này. Thứ 9 là két sắt này thì có tính năng chống cháy, có thể bảo vệ được, chịu được nhiệt độ lên tới 2000 độ C trong 2 giờ, giúp két sắt bảo vệ tài sản, chống khỏi các cái vụ cháy nổ khi mà chẳng may khi mà có hỏa hoạn xảy ra. Thứ 10 là két sắt này thì có tính năng là chống di chuyển do chân đế là chân đế sắt và cố định một chỗ chứ không như là cái dòng có bánh xe, cho nên là chống trộm di chuyển. Đó. Và khi mà các bạn di chuyển két thì va đập mạnh vào két thì két sẽ báo động và biết được là có kẻ gian đang cậy phá hoặc là di chuyển két sắt của bạn. Thứ 11 là két sắt thì đang được ưu đãi với rất là nhiều cái quà tặng hấp dẫn khi các bạn mua sản phẩm két sắt điện tử của Việt Nhật tại kétsatchinhhang.vn. Đó. Giá bán của sản phẩm thì đang được ưu đãi là 3.800.000 đồng